Xin chào tất cả mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 2 căn nhà mới nhất của chủ đầu tư mới gửi bán bên em. Với 2 căn nhà này thì quý vị có thể nhìn thực tế, nếu như để mà nói ô tô nhỏ ấy mọi người ạ, ô tô taxi thì có thể lùi vào tận cửa. Tuy nhiên thì nếu như để chính xác, nếu ô tô to thì nó cách nhà khoảng tầm 50m. Và với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết thông số nhà của 2 căn nhà này như sau. Diện tích một căn là 31,5, một căn là 32m, thiết kế ở đây và xây dựng là 4 tầng. Vừa mới hoàn thiện xong hết 2 cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, đường ngõ rất là thông thoáng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Cái mặt tiền của ngôi nhà 3m68 cả 2 căn, và ở chiều dài của ngôi nhà là 8m rưỡi, và cái mặt hậu của ngôi nhà này là 3m76 nha quý vị. Với căn nhà này có nở hậu một chút, thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ, vị trí đi lại thuận tiện. Cụ thể thì nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với lại bến xe Nghĩa khoảng chừng 4 km, cách với lại nó gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông kéo dài. Mời mọi theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này, xem căn nhà này thiết kế ra sao. Phần mặt tiền của nó khá là rộng, với cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế đầy đủ, chỉn chu, chi tiết, điện, nước. Căn nhà này đúng theo như hiện trạng thực tế ở đây thì vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong mọi người ạ. Rất là sạch sẽ, tinh tươm. Với đây là tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị ở đây là phần phòng khách nha mọi người. Quý vị có thể nhìn thực tế ở đây, chủ đầu tư có để cho mình một vách PVC cũng như là một cái, ở đây là cái vách đá nhưng mà thực ra nó là nhựa giả mọi người ạ. Và đây là kệ tivi. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt xong đầy đủ hết rồi, theo đúng như hiện trạng đấy. Thì mọi người có thể nhìn thực tế trên video luôn nhá. Nhà có sao thì quý vị đến xem là như vậy. Và với cái vị trí này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ, trường, phường, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Đây, khá là rộng. Với cái không gian nhà 31,5m thì thực tế luôn là không có quá nhiều những cái hoàn hảo để như mà nói phòng bếp riêng, phòng khách riêng các thứ mọi người ạ. Nó chỉ như thế này thôi. Đây, hệ thống trần thạch cao đây mọi người nhá. Và hiện tại Ngọc Ánh đang quay là cái căn nhà này hình như là đang mất điện, nhưng mà mọi người có thể nhìn xem nếu như mà trong cái không gian không có điện như thế này mà ánh sáng vẫn ngập tràn vào trong căn phòng từ tầng 1 cho tới phòng bếp. Đây là cái phần phòng bếp ngoài cái phần phòng khách ở tầng 1. Đây là phần phòng bếp nha mọi người. Toàn bộ thiết kế đã hoàn thiện xong hết rồi, với cái không gian bếp nhỏ nhắn xinh xắn. Tủ bếp thì được thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh mối mọt. Xung quanh bếp thì được ốp gạch mặt bếp, ốp đá granite và phụ kiện bếp đi kèm cho quý vị. Hoàn toàn thiết kế ở đây là chất liệu inox rất là chắc chắn. Chậu rửa, vòi rửa đây mọi người ạ. Với ở đây thì đã lắp đặt hồ sơ nước, điện riêng biệt. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà, điện là điện lực EVN Hà Nội nha mọi người. Đó, với hai cái màu tông màu chủ đạo, màu nâu và màu trắng rất là hợp lý. Thiết kế cái phần tủ bếp cũng rất là chỉnh chu, đầy đủ các ngăn cho quý vị sử dụng. Đấy, hợp lý đúng không ạ? Ở bếp thì là ốp đá granite. Ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này thì đã có bể ngầm 2 khối 8, bồn nước 1 khối ở trên tầng 4. Cho nên ở đây có máy bơm nước tự động khi mà bơm nước lên mọi người nhá. Hết nước thì là bể sẽ tự bơm lên. Rồi là ở đây thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Thiết kế toàn bộ là gỗ cho quý vị. Phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách ở đây thì thiết kế ở đây cho mình một cái vách PVC gỗ rất là hợp lý, chắc chắn. Và ở đây không gian phòng bếp còn một phần xinh xắn để quý vị có thể để tủ lạnh. Với cái phần tủ lạnh này có thể thiết kế một cái tủ lạnh side by side được nha mọi người. Đó. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường hướng và còn giá nữa đúng không ạ? Với giá 2 căn nhà ở đây thì căn bên trong có giá là 2 tỷ 250 triệu đồng. Căn bên ngoài có giá là 2 tỷ 300 triệu đồng. Quý vị có thể vay được tối đa căn nhà này bao nhiêu ạ? Quý vị có thể vay tối đa căn nhà này khoảng tầm 1 tỷ phần còn lại. Quý vị chuẩn bị tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Sau đây mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà.
tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế một phòng ngủ siêu là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ nha quý vị. Căn nhà này thì hiện tại cửa sổ mở thông thoáng hai bên, mọi người có thể nhìn thực tế. Đây, rất là thoáng. Hướng của căn nhà này là hướng Tây Nam, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Lắp đặt cho quý vị xong hết rồi. Phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 20 mét mọi người ạ. Cửa đây. Cửa thông phòng thiết kế ở đây nó là cửa gỗ. Đấy, tất cả các với cái cửa sổ thì thiết kế hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được thiết kế đầy đủ. Căn phòng này vuông vắn và rất là rộng. Quý vị có thể dễ dàng kê đồ nội thất, giường tủ. Đấy. Và hiện tại không có điện, quý vị nhìn xem. Ánh sáng ngập tràn vào trong căn phòng này. Ngoài ra, phần bên ngoài tầng 2 còn thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này, đây quý vị nhìn thực tế nhá. Phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng bồn cầu, rồi là ở đây thì thiết kế luôn cả ở đầu chờ bình nóng lạnh này, hệ thống xe cây và lavabo, đầy đủ thiết bị sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng tiếp theo, tầng 3 của ngôi nhà nhé. Quý vị ơi, đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 quý vị ạ. Đây, cũng một phòng ngủ siêu là rộng. Quan trọng là vị trí đi lại với một căn nhà cả nhà và đất có cái giá 2 tỷ 250 triệu thì nó cũng rất là hợp lý. Bởi vì nói thực tế luôn cho quý vị nếu như bây giờ có mua đất tự xây một căn nhà thì nó cũng sẽ rơi đâu đấy khoảng tầm 8 đến 900 triệu. Đấy là giá rất là rẻ cho một ngôi nhà 4 tầng rồi. Đấy là rẻ nhất rồi. Còn nếu như mình có xây độc lập thì chắc là giá nó sẽ phải nhỉnh hơn là 1 tỷ một căn. Thì căn nhà này cả nhà và đất 2 tỷ 250 triệu. Nó rất là hợp lý đúng không ạ? Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3 đáp ứng đầy đủ hết cho quý vị nhé. Sử dụng với bồn cầu, vòi xịt, mọi cái nói chung là về cái đồ thiết bị ở trong phòng tắm thì không thiếu một cái gì mọi người ạ. Mời theo em lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà để khám phá xem căn nhà này 4 tầng giá rẻ như thế thì thiết kế có ổn hay không nhé. Ngoài đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà, với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế rất chi là hợp lý, với ở đây một ô giếng trời thoáng để lấy ánh sáng, cũng như đây chính là cái phần sân phơi của ngôi nhà mọi người ạ. Đây là cái khu vực để máy giặt, cửa sổ đây. Đấy. Mở ra rất là mát. Đây là cái phần để máy giặt này. Một phòng thờ cho quý vị. Đây là phần phòng thờ. Đây mọi người nhá. Một cái căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý cho quý vị. À, một phòng thờ riêng và thêm một phòng ngủ nữa. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 4. Thực ra ấy, cái phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng ngủ hoặc quý vị có thể thiết kế làm phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên, với Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ trên kênh rồi, tất cả những nhà mà Ngọc Ánh đưa tới tay của khách hàng ở trên video 100% là giá bán từ chủ đầu tư, tất cả đều pháp lý rõ ràng, sổ đỏ đầy đủ và chính chủ, cũng như là có thể sang tên ngay, có hỗ trợ vay vốn cho quý vị. Thì ở đây với cái căn nhà này cũng vậy. Và Ngọc Ánh xin chia sẻ lại, giá chào bán 2 căn thì có một căn 2 tỷ 250 và có một căn là 2 tỷ 300 triệu với có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.